chứ còn đảng vẫn tồn tại, vẫn cầm quyền chứ. Đấy là những sáng tạo lớn của trí tuệ Hồ Chí Minh và của đảng ta đấy các đồng chí. Tôi trở lại cái 6 lời Bác dạy công an, không có một lời nào về đảng cả, là thế đấy. Không phải là không nói đến đảng đâu, mà trong hoàn cảnh đảng đã rút vào bí mật thì không thể nói đến đảng được. Nhất là lại công bố trên báo chí là đã giải tán đảng về mặt sách lược. Thì cái câu là với chính phủ phải tuyệt đối trung thành Bác dạy công an ấy, thì chúng ta phải hiểu là đảng đã hóa thân vào nhà nước, đã hóa thân vào chính quyền lúc bây giờ. Chính phủ tức là chính quyền hành pháp, đảng trong hoàn cảnh đó đã nằm ngay trong nhà nước rồi. Chứ không phải là chỉ có trung thành với chính phủ mà không có đảng đâu. Đảng nằm trong đó, trong hoàn cảnh lịch sử lúc bây giờ như vậy. Thế để dạy quân đội thì lại là trung với đảng, hiếu với dân. Vì lúc đó đảng đã ra công khai trở lại sau đại hội 2551 rồi. Nó khác như thế. Cho nên các đồng chí cố gắng này, nghiên cứu từng luận điểm, từng tác phẩm của Bác phải đặt trong hoàn cảnh lịch sử, trong các mối quan hệ, để mới thấy được sự cân nhắc đầy mưu lược trí tuệ của Bác như thế nào. Đảng mới lãnh đạo cách mạng thành công, mới cầm quyền, nhân dân có thể chưa biết nhiều về đảng lắm đâu. Nhưng mà một người như cụ Huỳnh Thúc Kháng, trí tuệ lớn, nhân cách cao thượng, thì nói một lời sẽ được lòng tất cả nhân dân. Bác cần những người như thế, trong hoàn cảnh như thế, cho nên Bác giao quyền chủ tịch nước cho cụ Huỳnh. Đấy. Thế mà tiễn Bác đi, cụ Huỳnh hỏi Bác một câu như thế này, câu hỏi rất đỗi chân thành mà cũng lo lắng chứ. Được Bác tin dùng như vậy là rất xúc động, nhưng mà lo lắng lắm. Bây giờ nước nhà trăm công nghìn việc thế này, quốc gia đại sự, cụ lại đi vắng dài ngày ở nhà, tôi biết làm sao. Xin cụ cho tôi một lời khuyên. Cụ Huỳnh ấy, Bác trả lời thế nào? Dĩ bất biến, ứng vạn biến. Nguyên tắc thì giữ vững, biện pháp sách lược thiên biến vạn hóa, mềm dẻo cho thích hợp với hoàn cảnh, với thời thế. Tôi vì việc quốc gia đại sự phải đi vắng dài ngày, từ nay gánh nặng đặt lên vai cụ và anh em ở nhà. Chỉ xin cụ nhớ cho một câu, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Ta học được Bác bao nhiêu điều trong cái điều đó. Cụ Huỳnh cảm động quá, trong bữa cơm thân mật tiễn Bác đi, mà đọc tặng Bác hai câu thơ nhé. Lúc bây giờ Bác 56 tuổi, 56 tuổi vẫn chưa già, cụ ông thì có, cụ bà thì không. Tức là ý là giục Bác lấy vợ đi, phải có phu nhân. Thế không? Ngay cả thời kỳ ở nước ngoài, các bạn bè quốc tế rất là yêu quý Bác, cũng giục Bác lấy vợ cơ mà. Phải lấy vợ đi, có gia đình đi, để mà yên tâm hoạt động lâu dài. Bác nói thế nào các ông chí? Bác bảo nếu các anh ủng hộ Việt Nam độc lập thì tôi sẽ lấy vợ. Bác lại ra điều kiện thế. Thế mà bây giờ sang Pháp, nguyên thủ quốc gia, mà không thấy có phu nhân đi cùng. Họ hỏi thế Việt Nam độc lập rồi sao vẫn chưa lấy vợ? Bảo đã độc lập hoàn toàn đâu mà lấy vợ. Vì mùng 2 tháng 9 đọc tuyên ngôn độc lập, 23 tháng 9 Nam Bộ đã kháng chiến rồi cơ mà. Chứ chưa độc lập hoàn toàn, chứ chưa lấy vợ. Thật ra là Bác hy sinh hết chứ. Thế riêng cụ Huỳnh thì Bác trả lời rất tình cảm thế này này. Bác hiểu ý của cụ mà. Cụ ông thì có, cụ bà thì không. Bác trả lời là bao giờ kháng chiến thành công thì tôi xin vâng lời cụ. Nhưng có bao giờ Bác có gia đình riêng đâu. Bác hy sinh hết vì dân, vì nước, vì chúng ta thôi. Thế mà ở Paris, trăm công nghìn việc căng thẳng như vậy, Bác vẫn gửi thư về cho cụ Huỳnh. Bức thư bằng thơ có thể nói là rất đỗi tình người. Cụ Huỳnh nhớ lắm cụ Huỳnh ơi, nghĩ chẳng ra thơ để trả lời. Giang sơn đất nước cùng nhau gánh, độc lập xong rồi lấy vợ thôi. Vì ta mới càng thấy Bác là một con người sinh động hiện thực, chứ đừng có nghĩ Bác là thần thánh các đồng chí nhé. Một thời cái lỗi của chúng ta là cứ thần thánh hóa Bác, làm cho Bác mất đi cả cái vẻ chân thực sinh động rất quan trọng ở cuộc đời này, mà cũng làm khổ Bác chứ.
Bác không có tự do cá nhân, không có cuộc sống riêng như chúng ta, cũng chỉ vì chúng ta yêu bác mà không đúng cách, không phải lối mà thôi. Đấy. Thế cho nên là cái đồng chí lái xe mà phục vụ bác ấy, cứ thiết tha giục bác lấy vợ, thương bác quá. Bác bảo các chú cứ làm việc tốt đi là an ủi bác rồi, là động viên bác rồi, là bác vui rồi. Còn bác hy sinh cho đồng bào, cho dân, bác hy sinh. Cứ làm việc thật tốt là an ủi bác. Đấy là lúc bác bình thường, bác vui. Đời bác cũng có lúc yêu tôi chứ, như con người như chúng ta vậy thôi. Bác lại nói một câu rất là thấm thía thế này để các đồng chí. Chú ạ, cả nước gọi bác là bác thì bác biết lấy ai bây giờ? Ta thấy không? Đúng, bác là một con người chứ. Đấy. Ta cứ gọi bác là bác, rồi toàn đảng gọi bà bác, nhân dân cũng gọi là bác, đến bác cũng xưng hô là bác với chúng ta cơ mà. Bác về Hưng Yên nói chuyện với cán bộ đồng bào, bác toàn xưng bác cả đấy. Đấy, là thế. Thì đúng là cái câu chuyện này rất cảm động, mà cũng chỉ riêng Việt Nam mới có. Thế ở Việt Nam ai là người gọi bác đầu tiên các đồng chí, rồi cuối cùng lại thành ra cái lệ, một cái nét đẹp văn hóa như vậy? Chính Tổng Bí thư Trường Chinh đấy. Ông Trường Chinh là trong cuộc đời 3 lần làm Tổng Bí thư nhé. Đấy. Và gọi bác là bác, thế thì tất cả nó thành một cái nét đẹp văn hóa đó. Riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Hồ Chí Minh như một cặp thầy trò, một cặp bài trùng vậy đấy các đồng chí. 21 tuổi bác rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước, thì ở Lệ Thủy Quảng Bình Võ Nguyên Giáp mới cất tiếng khóc chào đời, mà sau này thành một thiên tài quân sự bên cạnh lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh như thế đấy. Thì ta mới biết được là học tập bác, hãy quan tâm vào cái chuyện ứng xử. Thế trở lại cái chuyện là năm 48 mới phong đại tướng cho ông Giáp, mà năm 46 bác đã phải đi Pháp rồi. Đất nước mới độc lập chưa phong hàm cho ai cả. Bây giờ biết làm thế nào để có được sĩ quan cận vệ tùy tùng cho bác với tư cách như là một tổng thống ấy chứ các đồng chí. Thế Bộ Ngoại giao mới xin ý kiến bác, bây giờ nên làm thế nào? Bác hỏi ngay là thế làm sĩ quan cận vệ cho tổng thống hay cho bác như thế này? Đi nước ngoài theo nghi lễ ngoại giao quốc tế thì theo các chú phải chức gì là vừa, lon gì là được? Thế Bộ Ngoại giao trả lời bác là thưa bác, ít nhất cũng phải đại tá. Đại tá là sĩ quan cao cấp mà các đồng chí. Bác cười, bác bảo chuyến đi Pháp này chú Huỳnh là thư ký của bác, Vũ Đình Huỳnh đấy các đồng chí, thì từ giờ phút này chú Huỳnh sẽ là đại tá Vũ Đình Huỳnh. Bác phong ngay lập tức mà các đồng chí. Đấy. Ta xem cái phóng khoáng và cái khoáng đạt của tư duy Hồ Chí Minh là thế đấy. Chứ nếu lại theo công thức, theo đường mòn, theo đúng cái mà ta gọi là từng bước quy trình thì biết bao giờ mới xong các đồng chí, đúng không? Quan trọng là vì dân, vì nước thì có thể vượt qua hết. Động cơ, mục đích trong sáng, đúng đắn thì nó là cái đảm bảo quan trọng nhất. Chưa kể về mặt văn hóa, bác ở nước ngoài mấy chục năm bác không lạ gì. Đi nước ngoài mà nguyên thủ quốc gia có sĩ quan cận vệ tùy tùng thì nó sang, nó oai, nó quý tộc, có thế thôi. Chứ cũng có vấn đề gì lắm đâu. Bác phong ngay lập tức đại tá Vũ Đình Huỳnh. Gậy gắn với cái chuyện này nữa các đồng chí. Đến Pháp mà bác không quên đến thăm danh họa Picasso, người bạn của bác từ lúc còn trẻ ở Paris nhé. Ông xúc động lắm. Vì ông biết bây giờ bác là lãnh tụ, là nguyên thủ quốc gia mà vẫn ân cần như thế, như tình bạn ngày xưa, cho nên ông cảm động lắm. Ông mới vẽ tranh tặng bác. Ông vẽ bức ký họa râu tóc thì vẽ rất sơ lược. Ông dọi vào đôi mắt này này, mỗi một con mắt ông vẽ một ngôi sao. Mắt bác sáng như sao cơ mà. Bài hát của nhạc sĩ Phong Nhã là cho trẻ em là thế đấy. Mắt bác sáng như sao. Gì cái ánh sáng rất lạ thường trong đôi mắt bác đó đấy, mà bà Thanh chị bác nhận ra bác là em mình. Bà mới ra Hà Nội thăm bác đấy chứ. Trong khi mọi người dân ở quê bác cứ bán tín bán nghi, giọng đọc tuyên ngôn thì đúng là Nguyễn Tất Thành làng Sen, mà sao ảnh thì lại già nua hốc hác thế, không tin được.
Nhất là báo chí lại cứ đăng rầm rập đưa tin là Hồ Chủ tịch, vị cha già dân tộc, thì càng không thể tin được. Bà Thanh tin ngay vì cái ánh mắt sáng của bác. Cảm động nhất là khi ra Hà Nội thăm em rồi, bà còn cứ sờ tai bác thế này. Các đồng chí có biết vì sao không? Bà tìm cái lỗ thủng ngày xưa thời thơ ấu câu cá mà nó văng vào tai này, cái lưỡi câu. Bà khóc, bà bảo đúng em rồi. Thế cơ mà các đồng chí. Thế trở lại cái chuyện ông Picasso. Ông vẽ mắt bác như vậy, bác cảm ơn. Bác cuộn tròn bức tranh lại, bác đưa cho thư ký của bác, cận vệ Vũ Đình Huỳnh giữ. Bác dặn một câu là cất đi không phổ biến, sau này tính sau, cất đi đã. Thế rồi về nước, toàn quốc kháng chiến đổ ra chìm trong khói lửa. Toàn bộ cơ quan đầu não của chính phủ, của đảng chuyển về núi rừng Việt Bắc. Mất nhiều thứ lắm đấy các đồng chí nhé. Trong cái cuộc chạy lên như vậy mất nhiều thứ lắm. Đến bản gốc tuyên ngôn độc lập cũng không còn. Mà bây giờ vì thế mà ta chưa thể công nhận quốc bảo được là thế đấy. Và cái danh họa, bức tranh của danh họa Picasso vẽ tặng cũng có còn đâu. Cũng mất cả. May mà còn được nhật ký trong tù, ta mới có được một di sản trong văn hóa là thế đấy chứ. Thất lạc nhiều lắm đấy. Thế thì vì Picasso mới mời bác đánh giá tác phẩm của ông. Ông là danh họa thế giới cơ mà. Mày mời bác đánh giá, nhận xét, phê bình. Bác nói một câu rất là tinh tế nhé. Một danh họa như Picasso mà tôi lại là người ngoại đạo. Bác là khiêm tốn, người gọi là dân ngoại đạo, đứng ngoài nghệ thuật. Thì dù có nói được điều gì đi nữa, cũng chỉ nói được đường viền của bức tranh mà thôi. Ta xem có sâu sắc không? Ông sửng sốt nói là những chuyên gia sành sỏi nhất về phê bình mỹ thuật cũng chỉ nói được đến thế thôi. Đấy. Tài năng của bác rất đa dạng các đồng chí nhé. Mà đảng ta bây giờ phải học được bác là đảng là đạo đức là văn minh. Thì mỗi cán bộ đảng viên phải làm tấm gương đạo đức chưa đủ đâu. Còn phải học suốt đời để có một tiềm lực trí tuệ lớn và có một cái phong văn hóa rộng rãi mới xứng đáng là người lãnh đạo của nhân dân. Hãy học bác ngay cái chuyện đó. Mà toàn tự học cả. Nghị lực phi thường như các đồng chí. Toàn tự học cả mà để được như vậy. Thế cho nên chúng ta suy nghĩ về bác, ta mới hiểu tại sao mà người ta ca ngợi bác là một đại trí, đại nhân, đại dũng. Đấy. Trí tuệ, đạo đức và văn hóa là một trình thể trong bác. Cũng vì thế mà chỉ thị 05 thay thế chỉ thị 03 đã mở rộng từ tấm gương đạo đức đến tư tưởng đạo đức và phong cách như một chỉnh thể. Và từ cái chỉnh thể đó, chúng ta dọi vào yêu cầu của năm nay là quyết tâm xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, chống suy thoái, chống tự diễn biến, chống tự chuyển hóa. Là thế đấy các đồng chí. Tất cả xoay quanh vấn đề đạo đức và văn minh của đảng, để đảng chân chính cách mạng mà thôi. Trở lại cái câu chuyện ứng xử của bác nữa. Thế tại sao ở Việt Nam lại có một người như thế này, rất giỏi, rất tốt trong quân đội đấy, mà suốt đời chỉ ở trần đại tá thôi, không lên được tướng cơ. Nhân vật này là đi vào lịch sử đấy nhé, nhân chứng lịch sử thời bác mà, vừa mới mất xong đấy. Đại tá Hà Văn Lâu, chỉ đại tá thôi, nhưng ông làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đại sứ Việt Nam đầu tiên ở Cuba và ở Mỹ, chuyên là tổ chức tang lễ tại thành phố Hồ Chí Minh rất trọng thể. Vì đây là nhân chứng lịch sử thời của bác. Thế mà vì cái Hiệp định Geneva nó lại quy định là trưởng đoàn giám sát quân sự các bên của nhau thì đều phải cùng chức, cùng cấp, cùng lon đại tá cả. Quy định là 2 năm thì xong, nhưng nó phản bội ngay từ khi mực chưa giáo, thì nó kéo dài 21 năm cơ. Thế là Hà Văn Lâu đành phải hy sinh chứ làm thế nào. Suốt đời vì dân, vì nước, học tấm gương của bác. Nhưng mà cũng có một lần tâm sự riêng với bác rất là chân thành. Hỏi bác là thưa bác, tình hình thế này thì bao giờ mới thắng hoàn toàn hả bác? Bác cười, bác nói ngay, tên chú là Lâu cơ mà. Ta xem,
đồng chí nào mà về Nam Đàn xứ Nghệ quê bác mới thấy được cái phong cách nhà nho xứ Nghệ là thế nào, thâm thúy vô cùng đấy các đồng chí. Một câu trả lời thôi mà như vậy, tên chú là lâu thì làm sao mà nhanh được, mà chóng được này. Bác nói vui thế thôi, chứ phải hiểu kỹ điều này này. Bác giấu kín nỗi đau trong lòng bác, bác dằn vặt suốt ngày đêm chứ, vì nó là xương máu của đồng bào cơ mà. Bác vui để chúng ta vui thôi, chứ còn bao nhiêu nỗi đau, nỗi buồn bác giấu chặt bên trong lòng, quên nỗi mình đau để nhớ chung. Câu thơ rất hay của Tố Hữu viết như thế là rất hiểu bác đấy các đồng chí. Ở đây có cả sự cao thượng của Hồ Chí Minh là như vậy. Thì ta mới hiểu được là qua tất cả những điều ấy, ta thấy được cả một nhân cách trong sáng vĩ đại, cao thượng như thế nào. Và đúng là một tấm gương soi cho mọi người, nhất là một cái điểm tựa tinh thần cho đảng ta phấn đấu để vươn lên. Chúng ta cũng đừng quên cái chi tiết này các đồng chí. Xin các đồng chí đọc kỹ di chúc. Các đồng chí phải soi vào từng dòng một cơ. Các đồng chí sẽ phát hiện ra nét bút của bác run thế nào, tay bác thế nào, không thẳng hàng trong từng dòng viết. Vì khi bắt đầu viết di chúc là bác đã lâm bệnh hiểm nghèo, chảy máu tận bên trong đáy mắt. Bệnh của các vĩ nhân đấy, lo nghĩ những việc lớn nhất trên đời này, cả dân tộc và cả quốc tế, nó tổn thương ngay vào thần kinh thị giác của bác, chảy máu bên trong đáy mắt. Thủ tướng Phạm Văn Đồng của chúng ta, các đồng chí có xem ảnh bao giờ không? Những năm cuối đời thủ tướng toàn đeo kính đen, cũng giống như bác đấy. Mà chữa được mắt cho bác, giữ được ánh sáng trong đôi mắt bác là cả một kỳ tích đấy các đồng chí. Vậy mà đến lúc lâm chung nằm trên giường bệnh, bác cầm tay thủ tướng, bác có nhớ rõ đâu, bác cũng có nhìn rõ đâu. Bác cứ hỏi chú Tô đâu, chú Tô đâu. Tô là bí danh của thủ tướng, người bác thương nhất đấy các đồng chí, là thế đấy. Thế thì khi mà lâm bệnh hiểm nghèo như thế này, bác lại bắt đầu vào viết di chúc. Chưa kể một chi tiết rất con người và rất đời thường nữa, là bắt đầu viết di chúc cũng là bắt đầu bỏ thuốc lá, không hút nữa. Bác bỏ được đúng hơn 4 năm thì bác đi. Bác bỏ thuốc lá bằng cả nghị lực, ý chí đấy. Con người ta cũng phải vượt qua cả những thói quen bình thường, dù ai cũng có thể thể tất thông cảm được. Bác nhận mình như thế là khuyết điểm, mà bác nghe lời các thầy thuốc, bác chấp nhận ý kiến của Trung ương, bác bỏ thuốc đấy các đồng chí. Thì đấy, nó gắn với di chúc điều này. Nó có liên quan đến một nhân vật nữa mà bây giờ cũng đã đi rồi, cũng đã về với bác cả rồi. Bác sĩ đại tá trưởng khoa mắt của Bệnh viện Quân đội Trung ương, ông Đào Xuân Trà, người trực tiếp chữa mắt cho bác. Ông đang làm việc thì ông nhận được một cái lệnh hỏa tốc của Trung ương, chỉ có một câu thôi: bàn giao ngay công tác lại, về ngay Trung ương nhận nhiệm vụ đặc biệt. Hồi hộp lắm chứ. Thời bấy giờ là gọi là nhiệm vụ đặc biệt, tức là chỉ có đi B hoặc đi Lào, đi Campuchia, đi C, đi K, các đồng chí phải biết cả. Về đến nơi mới được biết là ở lại ngay trong nhà sàn này chữa mắt cho bác. Thời bấy giờ đấy, khu ở của bác, nhà sàn của bác, ta đã vào thăm nhiều lần, ta có ngờ đâu trong cái bối cảnh đó, nó như một bệnh viện dã chiến đặc biệt, tuyệt đối bí mật. Mà đọc hồ sơ bệnh án của bác, lo lắng xót xa vô cùng, bệnh nặng rồi, không chữa được cho bác thì ân hận suốt đời chứ. Đấy. Cho nên mới đề nghị với Trung ương là hay là đưa bác đi Liên Xô, có các giáo sư giỏi, các thiết bị y tế thì nó mới đảm bảo. Hay là ít nhất gần hơn thì sang Trung Quốc, có thần y thì cũng đảm bảo. Chứ ở trong nước dù cố gắng hết sức rồi mà chẳng may không chữa được thì ân hận suốt đời. Nói như thế là rất đỗi chân thành chứ. Trung ương trả lời là Trung ương cũng đã nghĩ nát cách rồi, không thể đi nước ngoài được. Sức khỏe của bác trong hoàn cảnh chiến tranh như thế này phải tuyệt đối bí mật, nó ảnh hưởng chung đến cả diễn tiến của phong trào chứ các đồng chí, nhất là miền Nam. Cho nên phải chữa ngay cho bác ở trong nước.
và phải giao cho một người phụ trách chính, chính là bác sĩ Đào Xuân Trà đây. Còn Trung ương sẽ hỗ trợ thêm rất nhiều bằng cách là cử bác sĩ Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch hỗ trợ, đồng thời đưa giáo sư Nguyễn Trọng Nhân là chuyên gia hàng đầu về mắt hỗ trợ thêm, nhưng vẫn phải có người chịu trách nhiệm chính trước Trung ương là ông Đào Xuân Trà. Đấy, câu chuyện là như vậy các đồng chí. Thế mà đọc bệnh án của bác hồi hộp xúc động xót xa, còn đang nghĩ vẩn vơ về bác thế này thì bỗng nhiên lại thấy bác từ nhà sàn đi đến, đã căng sẵn một cái dù như thế này, nơi chữa bệnh cho bác. Mà hồi hộp quá, bác đi ung dung thanh thản, khoác cái áo kaki bạc màu, đôi dép cao su, tay cầm cái cuốn sổ và bao kính. Bác nói câu này có cảm động: từ hôm nay bác là bệnh nhân của chú, chú là thầy thuốc của bác, bác sẽ tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của chú từ lúc này. Ta xem bác đấy nhé. Đấy. Thế là xúc động quá, mà lại theo thói quen nghề nghiệp, làm nghề gì cũng có cái bệnh của nghề đó đấy các đồng chí nhé. Thế là mời bác ngồi vào ghế, lại buột miệng hỏi bác một câu thế này này: thưa bác, mắt bác đau thế nào? Câu hỏi rất là nghề nghiệp mà các đồng chí, mắt bác đau thế nào? Bác cười, bác bảo: bác là bệnh nhân, chú là bác sĩ, bác đến để chú chữa cho bác, mà chú lại hỏi bác mắt bác đau thế nào. Ta xem, ta nhiều khi trong cuộc đời ta nói những câu mà ta cứ tưởng là đúng, mà khi nghe bác nói lại lại hóa ra sai đấy các đồng chí. Đấy. Thế là lúng túng quá, không kịp chưa trả lời bác, thì bác rất thương chúng ta, bác quan sát rất nhanh, thấy bối rối là bác rất thương. Bác không muốn để chúng ta buồn, bác hỏi một câu rất vui nhé. Bác bảo: thế bây giờ bác đố chú vậy, đố chú biết là bác đau mắt nào. Thế vừa đọc bệnh án xong, bây giờ bác hỏi đột ngột thế, chả nhẽ lại quay ra xem lại, nó không tiện, đúng không? Thì cũng nói cho nó qua đi, có đúng đâu. Bác cười, bác bảo: thế mà người ta bảo với bác chú giỏi lắm cơ mà, mà sao hôm nay chú có vẻ lăng băm thế? Đấy, bác rất vui nhé, lúc nào cũng làm cho chúng ta vui, chứ lòng bác thì như lửa đốt chứ. Đấy. Thế là mời bác ngồi vào ghế, bác xoay người rất nhẹ nhàng, đúng như chỉ dẫn của thầy thuốc khám cho bác. Vừa khám bác vừa hỏi này, bác hỏi những câu rất đỗi con người nhé: chú có vợ con chưa? Bảo: thưa bác, cháu đã có gia đình, có vợ con rồi. Bác hỏi ngay này: thế chú có sợ vợ không? Bác không có vợ, có con, không có gia đình mà bác hỏi như thế đấy các đồng chí nhé. Bác biết hết mọi chuyện mà chúng ta vẫn cứ tán tỉnh trong cuộc đời, bác biết hết đấy các đồng chí nhé. Đấy. Thế là ông Đào Xuân Trà khẽ khàng thưa bác là: thưa bác có. Rất là lòng thành chứ còn gì nữa, đúng không? Đấy. Ta nói câu chuyện này hôm nay lại là ngày kỷ niệm của phụ nữ các đồng chí nhé. Mùng 8 tháng 3 này là có ý nghĩa nhân văn lắm đấy, đúng không? Bác hỏi tiếp một câu này mà không ai ngờ này: thế chú sợ vợ như thế thì chú đã vào hội những người sợ vợ chưa? Đấy. Bác rất vui các đồng chí, hóm hình như thế. Con người như vậy, vĩ đại bao nhiêu thì trong cuộc sống đời thường lại giản dị bấy nhiêu, gần gũi bấy nhiêu, không có một khoảng cách. Hãy học bác cái điều này này. Học bác để làm sao mà chúng ta là lãnh đạo, các đồng chí đều là những cán bộ chủ chốt cả. Làm sao không bao giờ quan cách, không bao giờ xa dân, đối xử với con người bằng tất cả trái tim và lòng thành. Tại sao bác nói những điều giản dị mà lòng người xúc động như vậy? Vì nói tự trái tim, chứ có nói sách vở gì đâu. Dù bác thiên kinh vạn quyển, dù bác là uyên bác thông tuệ như vậy, nhưng mà khi nói chỉ nói lời của dân, lời ăn tiếng nói của dân, như một cái năng lực hóa thân kỳ diệu vậy. Thì đấy là cái nỗ lực rất cao của chúng ta, học cho bằng được bác để thực hành như vậy. Những chuyện như thế để chúng ta biết rằng bác của chúng ta là một con người. Cho nên tại sao mà các học giả nước ngoài đến Việt Nam nghiên cứu về bác nhé, họ chỉ đăng ký gặp hai người thôi. Một là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, hai là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vì họ biết rằng qua những con người này sẽ hiểu được rất nhiều điều cảm động sâu sắc về Bác Hồ. Thì đúng như vậy, nhất là Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Người ta hỏi Thủ tướng của chúng ta là Hồ Chí Minh của các ông là ai?
là một con người hay là một vị thánh? Hồ Chí Minh của các ông là dân tộc hay là cộng sản? Những câu hỏi rất có ý đấy các đồng chí nhé. Vì đời bác một lần duy nhất, bác dùng khái niệm là chủ nghĩa dân tộc. Mà chỉ vì cái tư tưởng vượt trước thời đại như thế này mà bác khổ lắm đấy các đồng chí. Sóng gió lắm đấy. Nhất là chịu đựng những cái hành hạ rất là chuyên chế của ông Stalin, cái thời quốc tế cộng sản này. Bác vượt trước thời đại về tư duy. Họ hỏi như vậy là có ý lắm. Thủ tướng là một nhà văn hóa lớn, ông trả lời vô cùng sâu sắc. Các đồng chí hãy đọc lại lời của thủ tướng khi nói về ngôi nhà sàn của bác nhé. Không ai tả ngôi nhà sàn của bác hay như thủ tướng Phạm Văn Đồng đâu. Người sống trong ngôi nhà sàn đơn sơ giản dị, ngát hương thơm cây cỏ hoa vườn, nhưng tâm hồn thì lộng gió bốn phương của thời đại cơ mà. Thế bây giờ thủ tướng trả lời thế nào? Ông nói là Hồ Chí Minh của chúng tôi trước hết là một con người, cuối cùng cũng là một con người. Còn vĩ đại như Đức Chúa, Đức Phật thì chính các bạn đã thừa nhận. Thế là vừa khiêm tốn mà vừa tự tin nhé. Câu sau mới hay cả. Hồ Chí Minh của chúng tôi yêu nước 100%, nên cộng sản cũng 100%. Hay lắm đấy các đồng chí. Cộng sản đích thực thì phải trở về với dân, gắn bó suốt đời với dân, mà yêu nước yêu dân thì tất yếu sẽ đến với chủ nghĩa cộng sản. Nhất là các đồng chí nào làm công tác khoa học nghệ thuật, tức là giới trí thức ấy, giới trí thức chân chính nặng lòng với dân tộc, với nhân dân, thì sớm muộn trước sau cũng đến với đảng, cũng đến với chủ nghĩa cộng sản. Mà đã cộng sản thì thực sự là trở về với dân tộc, với nhân dân. Thủ tướng trả lời như thế là rất hiểu bác. Và đảng ta nhấn mạnh tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhưng mà sâu xa mà nói đấy là nó dồn tụ hết vào phong cách. Trong phong cách có tư tưởng, trong phong cách có đạo đức. Mà tư tưởng đạo đức phong cách ấy đấy chính là ở tầm văn hóa Hồ Chí Minh. Một con người viết hoa mà cuối cùng thì lịch sử cũng đã tìm thấy. Chân thiện mỹ là thế. Các đồng chí có biết một tên tuổi rất quen thuộc, nhất là đồng chí nào là hoạt động văn học nghệ thuật này? Việt Phương các đồng chí. Người mà khi bác mất, Việt Phương có 40 tuổi đấy nhé. Việt Phương suốt đời làm thư ký cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông đã cho xuất bản 10 tập thơ bắt đầu từ cửa mở những năm 70. Ông là hội viên cao tuổi nhất của Hội Nhà văn Việt Nam hiện nay, 87 tuổi. Đấy. Việt Phương có một bài viết về bác cảm động lắm. Trong dịp tang lễ, trong những cái chi tiết lấy từ đời thường, và cuối cùng là một bài khái quát nhất nói về phong cách Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng nhau kể về cái tư liệu này nhé. Có một lần mà có một vị tướng đến báo cáo với bác rất là say sưa chứ. Thưa bác, chúng ta đánh thắng một trận rất đẹp bác ạ. Bác bảo đẹp như thế nào? Kể ra là giết được rất nhiều giặc, bắt được rất nhiều tù binh, cướp được rất nhiều súng ống chiến lợi phẩm. Bác nghe hết, nghe hết. Nghe xong bác bảo là: này chú, chết nhiều người như thế mà chú gọi là đẹp sao? Đổ máu không bao giờ là đẹp, là bất đắc dĩ thôi. Các chú đánh giỏi thôi, chứ không thể gọi là đánh đẹp được. Bác tinh tế và sâu sắc biết bao nhiêu. Vì bác là một nhà giáo, bác là một nhà ngôn ngữ. Bác bảo các chú đánh giỏi thôi, không gọi là đánh đẹp, đổ máu không bao giờ là đẹp. Cái câu trong Kinh Thánh ấy là bác thấm thía lắm đấy. Đã là máu thì máu nào cũng đỏ, đã là nước mắt thì nước mắt nào cũng có vị mặn cả. Con người mà, nhân tính mà, loài người là thế. Từ cái chi tiết này, trong dịp tang lễ bác, Việt Phương viết thế nào? Bác không bằng lòng gọi trận đánh chết nhiều người là đánh đẹp.
Con xóa chữ đẹp đi như xóa sự cạn hẹp trong lòng con. Là thế cơ mà. Viết di chúc cả một đời cần kiệm khắc khổ, đến viết cả tờ mặt sau bản tin thông tấn xã, cho nên để lại cho đời một cái ý tưởng thơ rất sâu sắc là: sau bản tin một đêm, người ký thác chuyện muôn đời. Là như thế. Cái tối thiểu mà nói được cái tối đa, cái tối đa chứa đựng trong cái tối thiểu, chữ ít nhất mà nghĩa nhiều nhất, đấy là phong cách trí tuệ Hồ Chí Minh. Mà chúng ta, những người cán bộ đảng viên của Đảng do Bác sáng lập, phải nâng tầm lên như Bác ấy. Đấy. Đồng thời, cái chi tiết đời thường nó như một cuốn phim quay chậm mà được Việt Phương diễn tả bằng thơ nhé. Ngoài 75, Bác vẫn thường ném bóng. 75 tuổi, tay Bác run rồi phải tập. Ngoài 75, Bác vẫn thường ném bóng. Cái đĩa gạt tàn thuốc lá đã từ lâu thôi không nóng nữa trên bàn. Căn nhà nhỏ, mỗi buổi sáng ban mai, con thấy Bác luyện đôi chân như ngày xưa trèo sườn núi vắng. Con biết người quyết sống cho miền Nam. Miền Nam trong trái tim tôi mà. Bác từ chối lập gia đình, Bác từ chối nhận huân chương. Bác nói là Bác không lấy vợ có lợi cho cách mạng hơn, có lợi cho đồng bào miền Nam hơn. Bác chưa nhận huân chương vì Bác cảm thấy Bác chưa xứng đáng. Bác mới chỉ đi đến nơi mà chưa về đến chốn. Câu của Bác đấy các đồng chí. Thì bây giờ cái đầu đoạn thơ ấy của Việt Phương là nói đúng được cốt cách của Bác nhé. Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ, tránh nói chữ to, đại ngôn là Bác rất xa lạ, mà đi rất nhẹ cả trong vườn. Trái tim lớn đau nỗi đau của con người ở chân đầu đề bài thơ bao giờ cũng chỉ có một chữ mà thôi. Nó như là cái kết tinh cô đọng cả trải nghiệm, triết lý suốt một cuộc đời đấy. Viết về Bác, Việt Phương nói thế này này: một người không Phật mà rất Phật. Đức Phật đấy các đồng chí. Một người không Phật mà rất Phật. Không tắm Hoàng Hà, tắm sông Lam. Một người rất Mác mà ngoài Mác, tức là không biệt phái, không giáo điều, ôm chùm hết mọi tri thức. Một người rất Mác mà ngoài Mác, nghèo như chút nhút, ngọt như cam. Chút nhút là cái sơ mít thời kỳ xứ Nghệ, nghèo khổ lắm phải ăn như thế. Nghèo như chút nhút, ngọt như cam. Một người quốc tế vì dân tộc, một đời sau trước nghĩa kết đoàn. Một người hóa thân vào dân nước, một người hóa thân vào dân nước, không là thần thánh, chẳng vua quan. Nguyên thủ quốc gia mà chỉ nhận là người lính vâng lệnh quốc dân đồng bào ra trận mà thôi. Một người suốt một đời khao khát như mọi con người ở trần gian. Cuộc đời vạn biến mà không biến, một người toàn vẹn chỉ Việt Nam. Bài thơ ấy của Việt Phương về phong cách của Bác mà nó bao quát hết cả tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đấy các đồng chí. Xin các đồng chí hết sức cố gắng lưu ý là chúng ta dù bận rất nhiều việc các đồng chí nhé, ai cũng vậy thôi. Các đồng chí là những nhà lãnh đạo này, nhất là trong thời hiện đại này, phải để thời gian nghe nhạc nhé. Nghe nhạc, cảm thụ nghệ thuật, đọc thơ, đọc tiểu thuyết, nâng tâm hồn mình lên. Để cái chất nhân văn của Bác đấy nó thấm thía bao nhiêu vào chúng ta, thì chúng ta lại ứng xử với cuộc đời, với người dân đúng như thế các đồng chí. Đấy là điều rút ra trong khi học cho được cái đạo đức, phong cách, văn hóa của Hồ Chí Minh. Có nói bao nhiêu cũng sẽ là không đủ đâu. Nhưng mà nhân vấn đề gắn chặt những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào câu chuyện xây dựng Đảng, nhất là lúc này với Đảng ta, là điều vô cùng hệ trọng. Mà các đồng chí đọc kỹ nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 cũng về vấn đề cấp bách trong Đảng, và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh vừa rồi.
các đồng chí sẽ thấy là cả một bước phát triển mới về lý luận đấy các đồng chí nhé. Nhất là nghệ lý luận về đảng cầm quyền ấy, một bước phát triển rất mới đấy. 27 cái biểu hiện chia làm 3 nhóm. Một là 9 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, kèm theo 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, để cuối cùng là 9 biểu hiện về tự diễn biến tự chuyển hóa. Ta có ngờ đâu, đọc lại sửa đổi lối làm việc, đọc lại 12 điều Bác căn dặn về xây dựng đảng, và nhất là đọc lại quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng cũng như di chúc của Bác, thì nó đã hiển hiện hết cả một hệ thống như thế. Cho nên với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 lần này, đảng ta tỏ rõ một cái điều là càng ngày càng tiến gần, tiến sát và một đời đi theo tư tưởng phương pháp Hồ Chí Minh. Đấy. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta, đảng và nhà nước đấy, đã quyết định xếp các tác phẩm điển hình của Bác vào danh mục các bảo vật quốc gia. Chỉ tiếc là trong các bảo vật đó chưa xếp được Tuyên ngôn Độc lập, còn phải đi tìm, mà chắc chắn là không tìm được. Nhưng bây giờ phải luận chứng khoa học để chứng minh, có sức thuyết phục rằng Bác chính là tác giả gốc của Tuyên ngôn Độc lập thì mới đưa vào quốc bảo theo đúng tiêu chí của quốc tế đấy các đồng chí, dù ta rất muốn chứ. Ở đây ta sẽ tìm thấy cả huyền thoại lẫn giai thoại Hồ Chí Minh đấy các đồng chí. Có một lần mà Bác gọi ông Vũ Kỳ ra, lúc Bác sống năm cuối đời, Bác dằn vặt về hai điều. Một là trong nhà nước thì tham nhũng, Bác gọi là tham ô lãng phí. Trong đảng, Bác dằn vặt nhất là chuyện mất đoàn kết. Mất đoàn kết nó có thể gây nên tổn hại lớn cho cả sự nghiệp. Mà lại nếu mất đoàn kết ở cấp đầu não, cấp chiến lược đấy, thì có nguy cơ lệch hướng đường lối quan điểm, phân rã tổ chức và có thể làm sụp đổ cả sự nghiệp. Bác lo lắm chứ. Bác cho gọi ông Vũ Kỳ ra, Bác hỏi thế này, này: chú có biết vì sao ngày rằm mùng 1 ông bà ta hay lên chùa thắp hương không? Để Đức Phật xá tội cho những lỗi lầm. Phật ở trong tâm này. Đấy. Bác nói là đảng cũng vậy thôi. Đảng không phải thần thánh gì, dù đảng rất vĩ đại. Bác viết là đảng ta vĩ đại như trời núi biển rộng trời cao cơ mà. 30 năm đảng là cả biết bao nhiêu tình cơ mà. Lịch sử đảng là một pho lịch sử bằng vàng cơ mà. Nhưng đảng vẫn là một cơ thể sống, có đúng, có sai, có tốt, có xấu. Đó là chuyện bình thường. Bác bảo trong đảng ý kiến khác nhau cũng là chuyện bình thường. Không được truy chụp quy kết để rồi dẫn đến mất đoàn kết. Phải giúp nhau sửa chữa bằng tất cả tình thương yêu đồng chí. Trong di chúc Bác viết như vậy. Đoàn kết thiêng liêng đến mức Bác ghi là giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng, từ trung ương tới chi bộ, từ chi bộ tới trung ương, như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Cho nên lúc Bác lâm chung ấy, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng khoác tay nhau đứng quanh giường bệnh của Bác, hát bài kết đoàn trong nước mắt để Bác đi cho thanh thản, là thế đấy. Bài kết đoàn là bài thiêng liêng lắm các đồng chí. Thiêng liêng đến mức mà lúc nào Bác cũng nghĩ về nó. Mà. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Có một lần mà Bác thấy, Bác nghe đại tướng đánh đàn piano thế này, đàn dương cầm thế này. Đại tướng là một nhà văn hóa mà. Đại tướng mà chơi cả nhạc nghệ thuật thế này. Bác hỏi một câu rất là hóm hỉnh nhé. Chú đánh cho Bác nghe bài kết đoàn xem nào. Thế cơ mà các ông chí. Ông đang chơi nhạc Beethoven, Mozart cơ mà. Đấy. Đánh cho Bác nghe bài kết đoàn đi. Đại tướng mỉm cười bảo: thưa Bác cho thời gian để còn tập đã. Còn tập đã chứ. Đấy. Thế bây giờ ta trở lại câu chuyện Bác hỏi ông Vũ Kỳ. Bác bảo bây giờ trước tình hình như thế này, mất đoàn kết mà không sửa chữa thì ảnh hưởng lớn đến cách mạng, đến nhân dân. Nhưng đóng cửa lại phê bình nhau hết ngày này sang ngày khác thì nó căng thẳng lắm.
mà chắc gì đã có kết quả. Các đồng chí nhớ lại cái sự kiện ta thực hiện Trung ương 4 thì mới thấm thía cái điều bác nói nhé. Bác bảo cho nên phải làm cách khác chú ạ. Tức là thay đổi hình thức, chứ còn mục đích và nội dung là vẫn là như thế. Chú dặn nhà bếp nhớ làm bánh ngọt cho bác, làm vào thứ bảy tuần cuối tháng. Ta tạm gọi đấy là cái cơ chế của bác nhé, thứ bảy tuần cuối tháng. Bác còn dặn là làm hai loại, một loại để ăn ngay, một loại để các chú đem về làm quà cho các cô, các cháu. Bác chú đáo đến thế mà. Bác sẽ mời tất cả các chú lại đây ngồi nói chuyện với bác, ăn bánh uống nước với bác. Các chú đây là toàn lãnh đạo cấp cao cả này, chủ chốt cả. Có điều gì không phải với nhau nói ngay trước mặt bác đây. Khác nhau là chuyện bình thường, do nhận thức, do cách hiểu biết, không sao cả. Cho nên không được để những chuyện khác nhau ấy nó thành mất đoàn kết, quy chụp lẫn nhau, làm tổn thương đến tình cảm mà có hại cho sự nghiệp. Đấy, bác chỉ dẫn thấm thía đến như thế đấy các đồng chí nhé. Thế còn trước cái hiện tượng mà có chức có quyền rồi thì sinh ra chủ quan tự mãn, không bao giờ tự đánh giá chính mình cho nó đúng. Mà trong này mấy 27 biểu hiện đó, có biểu hiện đảng ta ghi rất rõ là có khuyết điểm mà không dũng cảm thừa nhận, đúng không? Thế rồi là cái đúng không bảo vệ, cái sai không phê phán mà bàng quan vô cảm, mà tất cả cái đó đọc vào Hồ Chí Minh có hết đi các đồng chí. Mà bác nói thấm thí lắm đấy. Bác nói là không có dân chủ thực sự thì không có đoàn kết được đâu. Không có dân chủ chỉ đoàn kết hình thức mà thôi. Cho nên có gì phải nói thẳng, nói thật hết với nhau. Quan trọng là có tình thương yêu đồng chí lẫn nhau. Mà bác viết thêm cái câu này vào trong di chúc đấy. Lúc in ra nó cứ mờ đi, cứ nhòe đi, dường như có nước mắt của bác đấy các đồng chí. Bác khóc. Bác mới dặn thế này này. Trong đảng mà không nói, mà ngoài đảng cứ lắm mồm. Ý bác nói thế mà. Tức là không có đủ dũng khí tự phê bình nhau, rồi là bằng mặt mà không bằng lòng. Bác bảo tình hình như thế nó làm cho đảng âm âm u u, rất nguy hiểm. Tức là nó không sáng tỏ, không minh bạch, trong bóng tối. Phải chữa ngay. Bác chữa như thế mới chữa được chứ các đồng chí. Lịch sử nó đã lùi xa rất lâu rồi, nhưng cái bài học mà bác chỉ đạo thi hành kỷ luật trong cải cách ruộng đất ấy, đến bây giờ vẫn chưa mất hết giá trị đâu. Vẫn còn nguyên giá trị cả chứ. Ai lại là bác đứng ra công khai xin lỗi, nhận lỗi trước toàn thể quốc dân đồng bào vì cái sự kiện đó. Thành tựu rất vĩ đại, nhưng mà tổn thất do sai lầm cũng rất lớn, đau đớn lắm chứ. Bác khóc cơ mà. Bác nói trong Bộ Chính trị là cần thiết bác cũng từ chức. Tổng Bí thư Trường Chinh nói là không, vì sự nghiệp của đảng, của dân tộc, bác phải ở lại. Từ chức để tôi. Thời bấy giờ cao quý như thế đấy các đồng chí nhé. Trong nội bộ lãnh đạo hạt nhân của chúng ta đấy, từ chức để tôi. Đặc biệt nữa là Tổng Bí thư Trường Chinh từ chức để nhận trách nhiệm cao nhất trong lãnh đạo Trung ương về sự kiện này. Chứ sai lầm là sai lầm chung cả chứ, nhưng mà phải nhận vào một người này, tức là phải có địa chỉ. Khi Tổng Bí thư Trường Chinh từ chức thì ai làm Tổng Bí thư? Bác đấy. Bác kiêm hết đấy. Chủ tịch đảng kiêm luôn Tổng Bí thư một thời gian, rồi bác chỉ thị cho mời đồng chí Lê Duẩn ra để chuẩn bị đại hội 3 và nhận chức Tổng Bí thư. Lúc bây giờ gọi là Bí thư thứ nhất. Hơn thế nữa, trên phương diện chính quyền, bác làm chủ tịch nước và một thời gian bác kiêm luôn cả thủ tướng. Cái thời kỳ sóng gió ban đầu của chính thể dân chủ Cộng hòa, khi mà bộ trưởng thuộc cái phái khác đấy, Nguyễn Tường Tam nó bỏ trốn mang theo bao nhiêu tiền của đi đấy, bác kiêm luôn cả bộ trưởng ngoại giao. Còn cái câu chuyện của chúng ta bây giờ nhất thể hóa là vẫn chưa xong đâu các đồng chí nhé. Thì hãy học cái bản lĩnh của bác. Đấy, bác của chúng ta sử dụng như thế. Đặc biệt nữa này, tại sao mà bác lại nói về cái chuyện phê bình tu dưỡng phải bắt đầu từ đạo đức? Bác nói là cần kiệm liêm chính cơ mà.
phải đủ cả bốn đức mới là người hoàn toàn. Thiếu một đức thì không thành người. Phải đủ bốn đức mới là người hoàn toàn. Cho nên phải suốt đời rèn luyện đạo đức cách mạng để chống được chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm. Và cái cuộc chiến này này, nó diễn ra trong từng người, trong mỗi một con người, thì sẽ có không ít sự đau đớn ở trong lòng. Bác học, bác bảo phải học người xưa. Ông cha ta ngày xưa trọng đạo đức lắm, trọng danh dự, lương tâm và liêm sỉ lắm. Nhất nhật tam tỉnh ngô thân cơ mà, một ngày ba lần tự kiểm điểm. Làm việc tốt bỏ hạt đỗ đỏ, đỗ trắng vào một cái lọ. Làm một việc không đúng, mờ ám, sai, không phải với nhau, bỏ hạt đỗ xám vào một cái lọ khác. Tự mình xem tốt nhiều hay xấu nhiều mà tự sửa mình đi. Ông cha mình ngày xưa trọng đạo đức đến như thế. Mà suốt đời bác là thực hành đạo đức chứ. Thực hành lớn nhất trong những thực hành của bác. Bây giờ bác dạy chúng ta như thế. Phải đạo đức cách mạng. Ta trở lại nhật ký trong tù. Có những bài thấm thía về đạo đức mà ngày nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là lúc đảng ta đã ghi vào văn kiện xây dựng đảng về đạo đức, về văn hóa. Cái bài nghe tiếng giã gạo các đồng chí. Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ắt thành công cơ mà. Đấy. Ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy xem phân ra kẻ giữ hiền. Hiền giữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Trong đảng phải đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, thực hành đạo đức theo bác. Nhưng bác lại 24 năm liền làm chủ tịch nước. Bác rất trọng vấn đề cán bộ. Bác rất quan tâm đến chính sách dùng người, phép dùng người của bác. Bác lại có lần khuyên chúng ta là rèn đạo đức thì phải đau đớn như giã gạo. Nhưng dùng người đối đãi với cán bộ nhân viên không được dùng theo lối giã gạo. Thế cả. Các đồng chí nào phụ trách công tác tổ chức nhân sự này thì đây đúng là một lời dạy thấm thía nhé. Dùng người này, đối đãi với cán bộ, với nhau không được dùng theo lối giã gạo. Nó chết mất các đồng chí. Cứ nhấc lên đập xuống thế này nó chết chứ còn gì nữa. Phải có lòng nhân ái, nghiêm mà bao dung. Bác dặn là với tự mình phải nghiêm, với người khác phải bao dung độ lượng, thậm chí độ lượng vĩ đại cơ mà. Sông sâu bể rộng bao nhiêu nước cũng vừa, cái đĩa cạn cái chén nhỏ chỉ một giọt nước cũng tràn đầy. Chỉ sợ mình không có lòng bao dung nhân ái, chứ không sợ người ta không theo mình. Đấy, một câu hay nhất, điển hình nhất trong những lời dạy của bác về đạo đức, về dùng người đấy. Hay là phải làm cho cái hay, cái tốt nảy nở như hoa mùa xuân, cái xấu, cái dở thì mất dần đi rồi tiến tới chỗ mất hẳn. Bác bảo là không dùng theo lối giã gạo, tức là bác phê bình chúng ta về vấn đề cán bộ đấy. Không đào tạo, không chăm sóc, không bồi dưỡng, cứ để cán bộ tự phát trôi nổi trong phong trào, thấy tốt theo dư luận thì nhấc lên, gọi là bổ nhiệm, đề bạt, rồi để đấy không kiểm soát, không có chính sách nâng đỡ, không có động lực cho người ta phát triển. Đến khi họ mắc lỗi lầm khuyết điểm thì lại vùi dập xuống. Bác bảo một cứ nhấc lên đập xuống như vậy ba lần thì hỏng cả một đời cán bộ. Mà cán bộ là tiền vốn của đoàn thể, tài sản của quốc gia, phải biết thương yêu cán bộ. Muốn thương yêu cán bộ thật lòng thì phải nghiêm khắc với cán bộ. Phải biết phát hiện sớm khuyết điểm sai lầm, chứ đừng để nó quá muộn, bệnh nặng thì không chữa được. Cho nên khi mà phải dằn lòng ký án tử hình là bác thức trắng suốt đêm chứ. Bác khóc cơ mà. Mất người là mất lớn nhất chứ. Nhưng mà phải chấp nhận để giữ cho cả đảng, cả chế độ trong sạch. Cái vụ án Trần Dụ Châu các đồng chí biết. Cái vụ án bác ký án tử hình ông Thứ trưởng Bộ Canh Nông. Ông Trần Dụ Châu thì tham nhũng trong quân đội. Cái ông Thứ trưởng Canh Nông, tức là Bộ Nông nghiệp, ông ấy giết vợ vì có ngoại tình. Bác tử hình. Bản quốc lệnh của bác, phần trừng phạt ấy,